Hello các bạn. Sớm quá. Hello các bạn. Sáng sớm. Hôm nay trời mưa bão không có đi lặn được. Hôm nay đi lặn lại. Các bạn xem nếu mà thấy vui thấy hay các bạn nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Giờ để mình thay đồ, hy vọng là sẽ có được nhiều em bầu ngư bự. Đi lấy cái dao đi. Dao không xem. Mấy mang gà cho. Ok, Du lấy xong rồi cầm cái này bơi ra ngoài nha. Hả? Nhớ cầm cái này bơi nha. Thằng lần trước nó đi là nó chết đuối hai lần á, thằng Nam á, áo đen đen á. Ok, đi nha các bạn. Đi vô tôm. Nước hôm nay hơi đục à. Tại hôm qua mưa. Mà mưa lớn. Hai ngày nay mưa lớn. Nước hôm nay hơi đục. Hy vọng sẽ kiếm dễ. Giờ mình đang bơi ra. Tôm nó còn chưa ra đó nha. À nó xuống rồi. Nó này lần đầu tiên mình đi nên không biết là kiếm dễ hay là không. Ở đây không thấy ai lặn hết chứ. Nước ở đây sâu lắm các bạn. Đây sâu gần 3 mét á. Lặn lặn đây thôi. Nước sâu rồi đủ chơi rồi đó. Undersize. Con nhỏ mình coi đi, coi thử có không. Con nhỏ thì mình bỏ lại nha các bạn, mình đừng có bắt nha.
hết á. Giờ đó mình kiếm mình lấy. Là gần 11 cm nha các bạn, gần 11 cm. Đây có con sâu biển túi áo lên. Đó, lửa luôn rồi. Vô đi. Mới khác đi. Nói chuyện với nó mà uống nước biển sặc. Mà vô. Ở đây uống không á. Ừ, nhớ rồi, đi. Được rồi. Ở ngoài đó nước sâu quá. Đi vô. Hả? Đây mình bơi vô sớm đi để có sóng á. Bơi vô sớm thì đây có sóng. Cái sóng nó khó lặn lắm. Chỗ này có sóng nó lặn lắm. Hả? Đẹp không? Nó giống như là cái thảm cỏ vậy. Nó làm gì á? Nó tầm mâu. Nãy biết lặn rồi đó. Kêu đi bơi vô bờ mà không bơi. Vô. Ok. Chiều bơi vô bờ mà bơi nó mới đâu chịu ngon nhìn. Bơi ra ngoài khơi luôn. Bò lên. Lên gối vô đá. Ui, cục đá mà nó lên gối chứ có vô cục đá. Cục đá thì phải cục. Cục mướp mà lên gối cho nổi.
thấy toàn là nhum hả? Ủa cái kiếp bị gì con? Dính cái trơn rồi sao mà thấy? Thấy còn dễ hơn rồi, cái tán gặp thấy không chú ơi? Thấy không? Mặt dính trơn à. Có lẽ thấy cá đuối không anh? Bỏ rồi. Lẽ à, thấy cá đuối đó. Cá đuối hả? Ừ. Hello các bạn. Đây là phần của mình nè. Bên kia là của thằng tôm. Này của tôm nè. Bắt tôm. Hôm nay lặn đấy sao nè? Chưa chết mẹ, chưa mất mạng. Chưa mất mạng à? Chưa mất mạng. Chưa mất mạng. Chịp nhớ. Ố kìm. Kìa, cái này người ta cũng xuống lại nè. Rồi, bến kia là có như sông rồi đó. Vậy là bến mới, bến mới, bến thường ngày. Máu nhộm bãi tắm ngựa rồi đó. Ủa, nó dép mình đâu rồi ta? Đây nè. Không có chỗ nào mà không dễ lặn. Có cái nhum hơi nhiều. Ông mà nhum bự á, bắt nhum ăn được á. Dính nè. Nè, dính nhum nè. Đi gai đâm, nhum đâm á. Về lấy kim nại ra để nó thốn. Cái chùa cắt con chân á. Lần trước thằng Nam nó bị bao nhiêu biết không? Nhiều. 13 cây. Trời ơi. Không có gai đâu, để về lấy kim, lấy dao gặt á. Sắp 12 hết rồi, gai ra. Không cạn không? Gai. Thợ lặn này mấy năm trời mà cũng bị nhum đâm nữa đâu. Không gì thoát khỏi nó đâu. Chụp bậy bậy là đi nè. Đâu biết không? Biết, em về mà. Trong đây hả? À? Chắc ở trong đây. Đừng bỏ trong xe rồi lót lại là được rồi. Trời im. Bên đó cũng có mấy người ra lặn nè. Buổi sáng là đi nó khỏe, không có gió, không có sóng này nọ. Ăn lên làm miếng cà phê đù qua lấy quá thuốc rồi đâu. Quên chích miếng thuốc này. Nicotine. Nicotine. Nicotine mới lặn rồi. Nicotine. Ở ngoài này cái công viên này cũng bự lắm, người ta dẫn chó đi chơi cũng nhiều. Đàn ông đi về cũng có đâu, tự đi biển cũng mất đôi giúp Lào. Mất đôi giúp Lào. Ai biết sao mà thấy tụi Tây nó thích chơi với chó quá. Ở Việt Nam mình ăn thịt chó xuống. Em muốn ăn chó không? Hả? Ăn không ăn thì có. Nó kỹ. Ăn thịt gà. Dễ hơn thịt gà. Ở đây ăn gà không? Được. Con chó không? Có gì bị nhắc vô chứ, bị phạt đó. Uống mấy nước rồi. Cút một cam xíu. Nước rồi, con cọng quá, nóng quá. Để miếng mua một phá nha. Có giò nước con cọng rồi. Ây da. Đồng nghiệp. Chú. Lô chú. Dạ có chú. Từ từ chú đi hướng nào? Không có đi đây đâu. Gió đi là đi 3 tiếng rồi chú cũng đi đây. À. Đi ở Hòn Bèo á. Hòn Campo á. Đây là Hòn Si. Chứ không có đi đây. Đi đây thì lâu gió mới đi đây thôi. Cái đó thì bự rồi. Ừ. Nó bự á. Ở đó thì chú lặn 5 con. Có hồi 3 tiếng. 5 con 3 tiếng. Dữ vậy? Con đi là 15-16, là 16 rồi. Tầm đó. Tôi đi ở đây coi thử nè. Ừ, à, ở đây bơi lặn nha. Bắt chưa, bắt chưa vô hả? Ừ. À, cũng 11-11 rưỡi rồi. Được, xe bữa đây đi trễ nha. Mới mình thấy được trước đất mét giờ là bây giờ đó. Dạ. À, đi chú đi chứ. Đi đây, lần đầu tiên á, lần đầu tiên. Dạ. Dạ. Những giấy là 11 rưỡi. Chúc may mắn nha. Các bạn thấy vui không?
Việt Nam mình đa số đi bắt này vui lắm. Khúc nè. Xôi à, thằng kia. Đó, thôi xôi đâu. Giờ mình thay đồ nha. Em. Im không? Thiếu thuốc. Có cà phê mà thiếu thuốc. Đây. Tôi mới lặn lên thay đồ. Ổn mì á. Ổn mì dạ. À. Từ đây. Bị mệt chứ. Uống miếng nước đi. Ở đây thì cũng có giò nước cầm cầm sạch lắm. Nước đây các bạn yên tâm đi. Đây uống không? Hả? Ê, uống cà phê. Đường nước của Úc nó bị nhiễm cái gì á. Nhiễm gì? Ồ, tao mới giới thiệu rồi, quảng cáo nước uống sạch rồi mới bị nhiễm rồi. Không phải, trên đài nó mới báo của họ. Chắc mấy em gài mưa quá. Cái đường nó bị nhiễm cái chất gì á. Ai nhỉ? Tụi lâm mà nó làm gì á. Ăn có bò không? Ủa, nó nấu cơm bò ngon lắm mày. Đi lặn hay đi 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 lặn nhưng mà đi picnic nha. Chơi cà phê nha. Ở đâu? Đó, biết rồi. Nhìn núi các bạn. Mấy khu miệng nó ướt. Các bạn xem thấy hay thì nhớ đăng ký kênh với lại like, share, ủng hộ mình nha. Khoảng chừng 2 tuần nữa đi câu cá mú. Sao tao đi được? Đi qua đêm mà tao đi không được rồi. Vợ gần đẻ đi nửa đêm. Trời ai phụ mà, 6 tháng mà. Nhưng mà nó có một mình ở nhà, ba mẹ mới đi Việt Nam hết rồi. Thì đợi không nói vậy. À. Đi chưa? Lên. Đi. Ok, bye bye các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau nha.